chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Cơm Nhà Việt Nam. Và chương trình trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 và mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay thì hai chị em mình lại có mặt ở chợ Bà Điểm và chúng ta lại đi tìm một khán giả mới nữa đây. Dạ, em rất là thích cái chợ luôn á. Em nhớ cái số mà hai chị em mình cũng ở chợ này. Đúng rồi. Mà quá trời cô chú hứa hẹn rồi, quá trời vui luôn. Bây giờ thì hai chị em mình cùng đi ha. Dạ. Đi này nè. Bây giờ là mình vào cái khu vực bán quần áo. Đúng rồi. Dạ, dạ. Rồi ngồi luôn. Trời. Vậy bên em là bên chương trình Cơm Nhà Việt Nam là hiện tại đang đi vòng vòng chợ mình nè, để tìm những vị khán giả tham gia thử thách của chương trình. Là mình sẽ cùng nhau đi chợ rồi xong rồi về tận nhà của chị, rồi mình nấu cơm rồi xong rồi ngồi xuống ăn chung với nhau rồi ngồi nói chuyện. Không biết là chị có thời gian tham gia không? Chị mắc bán rồi. Mắc bán hả? Bận rồi chứ mà có thời gian là sẽ tham gia liền đúng không? Rồi. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc chị nhiều sức khỏe rồi, nha. Rồi có gì hẹn chút sau. Dạ. Đây mình đi xuống đây. Rồi đi tiếp, đi tiếp. Chào chị gái. Dạ, dạ chào chị. Dạ. Tụi em bên chương trình Cơm Nhà Việt Nam á phỏng vấn chị chút xíu. À thí dụ bây giờ chị bán vậy nè thì mấy giờ chị về? 1 giờ. 1 giờ về. 1 giờ về là coi như mình qua giờ trưa rồi. Vậy thì mình có nấu cơm trưa ở nhà không chị? Ông xã em nấu. Dễ thương. Vậy là ở nhà là ông xã nấu cơm chờ sẵn, 1 giờ là hai mẹ con về nhà là đã có cơm ăn rồi. Quá dễ thương luôn. Hạnh phúc nha. Thì mình đi làm cực khổ của nào mình về mình ăn cái bữa cơm nhà như vậy thì chị cảm thấy làm sao? Cảm thấy sao con? Bố nấu cơm ngoan thấy sao? Sao con? Vui không? Vui, vui không? Dạ vui đấy. Nhưng mà bố thương mẹ là được rồi, chứ em không có cần. Trời ơi, dễ thương đó. Rồi. Tại vì bố thương mẹ, bố mới nấu cơm cho hai mẹ con ăn đó. Cho nên là phải biết thương bố nha không? Cảm ơn chị rất là nhiều. Cũng tính mời chị tham gia chương trình mà thôi thấy cũng bận rồi nên thôi hỏi thăm sức khỏe chị thôi ha. Rồi, dạ rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, dạ rồi. Chúc chị mua may bán đắt. Rồi. Chúc cho gia đình mình luôn hạnh phúc nha. Rồi. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dễ thương quá, gà bán chung với mẹ. Dạ chào cô, chào chị. Dạ. Yeah. Trời ơi em, thằng bé nào nó đi chợ thấy thương quá kìa. Ủa, mà sao con mình bé vậy? Ủa, chào chú Quỳnh Lập. Ý, chào ôi. Con. Trời. Sao con đi chợ một mình vậy? Ủa? Dạ, mẹ con ở trên kia mua tôm. Mẹ mua tôm. Rồi sao rồi con đứng đây mình? Dạ, mua đồ. Mua đồ hả? Trời giỏi quá vậy. Bữa nay là coi như là thay mẹ đi chợ được rồi. Rồi con trai đang mua gì đó? Dạ, mua cà tím, rau dền với lại rau muống. Con dành, con lấy khu cô chưa? Dạ, dư giờ con lấy. Rồi, vậy mình lấy đi xong rồi có gì qua gặp mẹ của bạn thử xem. Để coi coi là lấy làm sao nè. Rồi con lấy cà tím chưa? Lấy mấy trái nè, mẹ dặn mua mấy trái? 4 trái. 4 trái luôn phải không? Rồi đây cô lấy phụ cho con. Dạ. Còn gì nữa không? Đây vỏ đấy cô bỏ cho chờ. Cảm ơn. Thấy tò mò người mẹ này quá. Có được đứa con giỏi như vậy. Đi chợ thay mẹ luôn. Dặn đi ra đây mua đồ được là giỏi lắm rồi đó. Anh nói không? Anh nói không? Đây. Đây, đem sách cho. Rồi đưa chú Lập sách phụ cho. Rồi giờ dắt đây, mẹ đang đâu? Dạ mẹ ở bên sạch hôm. Rồi mẹ đâu? Mẹ ơi. Mẹ đây. Trời ơi, các người nói tiếng ở đâu vậy? Ở đâu sao con gặp được chú Quỳnh Lập với lại cô Vinh vậy? Dạ, vô tình. Đang đi, thấy bé nó đi chợ dưới kia. Thấy ngạc nhiên quá, con có lúc nít nhỏ xíu cầm cái giỏ đi chợ, mình ngạc nhiên chứ. Chứ mình tới mình hỏi. Dạ, đó. Hỏi xong rồi mới nói là mẹ, mẹ nhờ đi chợ giùm, thấy giỏi quá, có tò mò. Mẹ nào mà có đứa con giỏi dữ vậy? Trời. Cái bé mới dắt tới đây gặp chị. Dẫn đi chợ để tập mà mua nhiều thứ để mai mốt vợ được nhờ. Dạ sẵn tiện đi em hỏi là chị tên gì vậy chị? Chị tên Hiền. Chị tên Hiền á, là con tên Dũng. Hiền Dũng, trời cái tên này. Trời ơi lâu quá. Nó đẹp gì đâu á. Em mới được gặp cô Minh với lại Quỳnh Lập á. Chị sẵn tiện đây á, em với lại chị Minh đây sáng giờ kiếm khán giả tham gia chương trình Cơm Nhà Việt Nam á, cùng nhau đi chợ xong rồi về tận nhà của vị khán giả đó nấu cơm ăn luôn. Chị hả? Được không? Chị tham gia được không chị? Tham gia nha. Trời ơi. Rất là thích nấu ăn. Và đặc biệt là mà học được rất là nhiều món của cô Minh luôn á. Chắc là tham gia. Tham gia. Cảm ơn con trai nè, nhờ con trai xe duyên cho nè. Ủa chị ơi, bữa nay là chị định đi chợ làm món gì vậy chị? Ăn cơm quê thôi. Thì hôm nay á, hôm nay sẽ nấu cái món cá lóc kho tộ mà học của cô Minh nè. Rồi mua tôm về nấu canh rau tạp tạc. Và thêm vài món ở nhà có sẵn nữa. Dạ. Dạ rồi, đã giờ mình là mình mua thêm gì nữa chị? Mua tôm. Dạ. Để cô cho con tôm đi. Hồi nãy tính mua ít nhưng mà bây giờ có khách mua nhiều. Rồi, mua hết luôn rồi. Mua hết luôn ha. Rồi thì thôi bán hết luôn. Để cô bán cho. Ủa bạn tôm này là tôm gì vậy chị? Tôm này là tôm thẻ. Tôm... Em nhớ tôm thẻ nó nhỏ mà. Không, nó size lớn, size nhỏ nhưng mà tôm này gọi là tôm thẻ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bây giờ mình sẽ
đi mua cá lóc làm cái món mà học của mình ha. Đây rồi, qua cá lóc luôn. Ok. Rồi, cá lóc đây. Dạ. Dạ, mua cá lóc kho ha. Cho em mua, bán cho em con cá lóc đi chị. Rồi, dạ. Hôm trước có thấy cô mình là chia sẻ một cái bí quyết là muốn biết cá lóc tươi á thì khi mà nấu lên á thì cái thịt cá nó sẽ phồng lên. Nhưng mà hôm nay mình mua cá sống là chắc chắn là tươi chắc rồi chắn đó. Là tươi rồi. Ủa cái cô này cô cạo cái vẩy gọn gàng quá. Phải lạng á, cái dao nó phải bén lắm mới làm được như vậy. Tại bình thường em thấy người ta cạo vẩy là xoạt 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 xoạt. Cá lóc thường á thì con nhỏ người ta mới cạo vẩy. Yeah. Còn con nó trọng trọng một tí xíu là người ta sẽ lạng cái kiểu này. Là đây là lạng kiểu kia nó sẽ không sạch đúng không chị? Nó nhìn cái da nó sẽ xù lên mà tại vì khi mà cái con cá này nó lớn một tí xíu á thì cái vây của nó sẽ hơi cứng. Dạ. Yeah. Là mình sẽ không có cạo cái kiểu bình thường được, đúng mình rồi. Phải lạng như vậy. Con cá lóc mà nhỏ nhỏ mà người ta đánh vậy á là người ta hay gọi là con cá lóc cẩn. Nó mới lớn á. Dạ. Dạ. Thì là người ta sẽ đánh dậy. Cá đó hay kho nghẹ ngon lắm rồi nè. Rồi, cảm ơn chị. Vậy cảm là mình chị. Xong hết chưa? Xong hết rồi em. Xong hết rồi hả? Đúng rồi, tại vì ở nhà cũng còn một số đồ nữa. Mình sẽ về làm thêm mấy món. Dạ. Tại vì ở nhà có cũng có nhiều đồ. Vậy thôi. Dạ. Bây giờ mình về nhà mình nấu luôn nha. Ok, vậy mời cô Minh với lại Quỳnh Lộc về nhà mình ha. Vậy bây giờ xin mời tất cả quý khán giả hãy đến với phần Vào bếp. Đây thôi. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Cơm Nhà Việt Nam. Và hiện tại các nguyên liệu đã được bày biện rất là đầy đủ tại không gian bếp của chị Hiền. Vậy thì bây giờ chị Hiền hãy chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả biết là chị chuẩn bị nấu cái món gì. Thì hôm nay là chị sẽ nấu cái món thứ nhất là cá lóc khô tổ. Phiên bản học được của cô Minh. Và thứ hai nữa là cái món rau tộc tàng. Yeah. Nấu với tôm, cà tím, nước mỡ hành. Yeah. Và những cái rau này thì mình sẽ luộc lên để mình chấm nước cá. Nước kho cá. Là tất cả những loại này mình sẽ chấm vào trong cái nước cá kho rất là ngon. Rồi cô. Dạ. Hôm nay em sẽ làm những cái món mà mang đúng cái chất của người quê đó để mời cô Minh với lại em Quỳnh Lập. Dạ. Thật ra thì em cũng ở dưới quê. Mê mấy món này dữ lắm. Đặc biệt là cái rau tập tàng nè. Cái rau tập tàng này là trộn rất là nhiều loại rau trong một cái khu vườn. Đúng hoặc rồi. Là gần nhà người ta đi hái gì ta ăn được người ta hái ta mang về ta trộn lại với nhau. Gọi là rau tập tàng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô phần sơ chế nha. Em sẽ phụ lặt cái rau tập tàng này. Bây giờ là Hiền để cô Minh làm phụ cho cô Minh giúp em cái tôm này đi ha. Để em Lập là đảm nhiệm cái vụ quan trọng là lặt rau nha. Bây giờ với cái đọt giống như vậy thì mình chỉ lấy lá thôi đúng không chị? Hay sao? Không, cái này nó cũng còn non mà em lãng phí quá. Rau này rau quê đâu phải dễ gì có đâu. Rồi, nghe. Chỉ cứ lặn vậy thôi đúng không? Đúng okay, rồi, cái khúc nào mà nó già thì mình bỏ thôi. Rồi cái này có cái dĩa nào để mình lột tôm để ra luôn Hiền ơi. Đây. Rồi bây giờ cô có cái kéo này cô cắt nè. Không sao đâu, cô Minh lột tay được hết. À đúng rồi, quên, cô Minh đâu biết. Vậy em sẽ đi ướp cá nè. Cái cá này nó cần cái thời gian để ướp cho nó ngấm ha. Mà cái rau này là rau gì vậy chị? Cái đó là dền cơm. Dền cơm đúng hả? Đúng rồi. Rau dền thì nó có nhiều có cái loại mà nó cái nhỏ nhỏ xíu xíu vậy đó thì ta gọi đó là dền cơm, nó có cái bông nhỏ 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 đó. Trời. Ăn nó rất là thơm. Nhưng mà tính ra là em cũng lần đầu tiên biết về cái rau này ha. Vậy hả? Dạ. Thường thì ở dưới quê mà khi mà nó đến rau tập tàng là nó có đủ các loại rau, cứ là muốn ăn gì là ra vườn hái. Rồi rau dền cơm. Dạ. Nè rồi có khi là rau bồn ngót cũng. Dạ. Bỏ vô nè, tập tàng mà nấu với lại tôm tươi là tuyệt vời luôn đó. Ừ. Ngon lắm, nhưng mà còn phải phụ thuộc cái người nấu nữa không. Dạ đúng rồi. Thường á thì khi mà kho là chị hay ướp đường vô luôn như vậy nè. Dạ. Để cho cái cá nó dẻo. Xong rồi á có nhiều người kho cứ hỏi là sao cô Minh lại bỏ tương ớt vô làm chi. Mà cái tương ớt thì khi mình kho, thứ nhất là nó có một cái vị cay nhẹ nhẹ. Dạ. Và thứ hai nữa là nó tạo cái độ sánh và cái màu nó đẹp nữa. Đó, bữa nay là Hiền đang trả bài lại cho cô Minh đó. Tính ra là ngày hôm nay là chị Hiền trả bài, còn em thì em học được bài nha. Đúng. Là bỏ tương ớt vào. Trời ơi, cái này em phải nhớ, em làm theo mới được. Thật ra thì lúc trước á là em kho cá em cũng không bao giờ bỏ tương ớt đâu. Đúng rồi. Nhưng mà sau khi mà coi cái clip chương trình của cô Minh á thì em cũng thử thì thấy nó đúng là có sự khác biệt. Đúng không? Cái màu nó lên rất là đẹp. Dạ, đúng không? Rồi. Nó cái vị cay nó. Bởi nhẹ vậy, nhẹ thì các chị em đều ăn được. Với lại nó cũng kích thích được vị giác nó thơm hơn. Ừ. Rồi chỉ thêm cho Hiền một cái chiêu mà khi kho cá nha, tại vì sẵn là đang soạn những cái loại rau như vậy nè. Dạ. Thì khi kho cá mà nhiều khi kho mình lại muốn có nước. Dạ. Để mình chấm được rau
Nhưng mà khi kho có nước nhiều thì mọi người để nói là cái nước nó không có sánh, nó không có đẹp giống như là mình kho kẹo kẹo lại. Thì Hiền biết là mình sẽ bí quyết làm cái gì không? Dạ không, chờ cô chia sẻ. Thường á thì là ngày xưa đó mà khi kho cá như vậy á, mấy mấy dì với mấy cô là chắc cái nước cơm, thì lấy cái nước cơm nó bỏ vô. Thì khi bỏ cái nước cơm nó vô thì nó có một cái độ sánh tự nhiên. Thì nó sẽ làm cho cái nồi cá kho của mình nó rất là ngon. Hay quá. Nói chung là mấy cái món này á là coi như mình ăn từ nhỏ tới lớn rồi. Lúc nào cũng thích ăn và muốn ăn, tưởng chừng như nó đơn giản nhưng mà nó còn rất nhiều bí quyết. Rồi, cô mình đã làm cái này xong rồi nè, cái chỉ là của mình cũng đã kéo rồi. Là lát hồi là chỉ có cần bầm ra để mà nấu canh thôi. Bây giờ phụ con tới đây đi. Xong rồi mời cô với em lại bàn uống nước. Rồi con sẽ thử một mình coi có được giống y như vậy không. Dạ rồi. Vậy bây giờ thì em cũng như chị Minh đây sẽ nhường cái gian bếp lại cho chị. Và bây giờ mời tất cả quý khán giả xem chị Hiền của chúng ta nấu bếp như thế nào nha. Quý quá, quý quá. Trời ơi, là chị đã bày biện hết trơn luôn rồi. Trời ơi, bây giờ cái món rau này mà nấu lên em mới nhận ra nè. Canh này thì nó có hai cách để nấu. Có nhà thì họ sẽ xào tôm lên. Nhưng mà nhà chị thì rất là ít ăn dầu mỡ. Nên mà thường là chị sẽ nấu sôi nước thì chị đem nếm cho bỏ tôm vô luôn. Nhưng mà nó cũng sẽ không bị tanh. Giống như nhiều người thì cứ nghĩ là không xào mỡ hành thì nó sẽ tanh. Nhưng mà nó sẽ không có bị tanh. Tại vì tôm nó không giống như là cá. Ủa, có cái gì mà tiếng nhạc sập sình rần vậy chị? Ồ, là ở ngoài trước nhà hôm nay cuối tuần có đám cưới á. Trời đất ơi, vui quá vậy trời ơi. Ăn đây xong rồi tí nữa mình qua bển mình ăn ké. Rồi cơm cũng đã bớt xong hết rồi, bây giờ thì mời cả nhà ăn cơm. Dạ.
biết món này là món gì. Ủa là món này có nằm trong cái thực đơn sáng không giờ mình có trong thực đơn nha. Ồ, vậy là chắc là cũng là một món kho gì đó nè. Món này là một cái món mà phải nói là có thể đưa vào danh sách đặc sản. Wow. Đây là một cái món gọi là cá rô bí kho lá nghệ. Cái món này lâu lắm rồi, bữa nay mình mới được ăn lại chưa. Cái con cá này hồi sáng vô cái chợ cá là em có để ý thấy con cá nó nhỏ xíu luôn. Đúng rồi. Ờ, chưa bao giờ ăn nha. Cá này á thì tại vì hồi sáng á là ở đây thì có mấy cái chú mà đi bắt cá đồng á. Dạ. Thì chị hay dặn thì ở nhà nó có sẵn hồi sáng. Chị nói là ở nhà cũng có một số thứ đó. Dạ. Với lại ở nhà là có lá nghệ nè. Dạ. Cái là mình kho thì cái này nó có cái mùi lá nghệ rồi lại còn có tóp mỡ nữa. Em thử đi. Cô Vinh thử nha. Dạ. Là... Cảm ơn thì. Dạ, mời cô. Sẽ thử lần lượt từng món nha. Rồi mời cô. À mà trước khi ăn là chờ em không biết đi. Là hai bé này tên gì? Con tên nhà nè. Con tên Lương Tấn Dũng. Tấn Dũng ha, Dũng là biết có giới thiệu rồi. Còn bạn kia? Con Lương Tấn Minh. Lương Tấn Minh. Lương Tấn Minh. À, con năm nay học lớp mấy? Dạ, lớp 8. À, lớp 8 rồi, còn con? Dạ, con năm nay con lên lớp 6. Ừ. Trời ơi, phụ bếp giỏi lắm á cô. Sáng thấy đi chợ sáng là biết đi chợ rồi. Là giỏi rồi. Bình thường mà mẹ đi chợ về là sẽ làm tất cả những cái việc vặt vặt rồi, sẽ nấu được những món đơn giản luôn. Tại vì em tập cho các bé là tập làm những cái việc đơn giản, ví dụ như là nấu cơm. Với lại trong gia đình thì thực sự mà nói thì công việc cũng rất là nhiều, nhưng mà rất là quan trọng một cái bữa ăn gia đình, và đặc biệt là tự nấu rồi để cho các bé tập làm á cô. Dạ. Em sẽ thử cái món này. Rau luộc này thì mình sẽ chấm nước cá kho em. Đây, à còn đây là cái món cà tím nướng mỡ hành. Dạ. Mình sẽ chan nước mắm vô đây. Em thử đi. Đẹp. Màu sắc là rất là đẹp nè, hấp dẫn nè, luộc rau vẫn còn xanh nguyên nữa. Đẹp. Mời cô Minh nè. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Trời tụi để em gắp cái khứa cá ra luôn. Trời ơi, khứa cá nó ngon quá nè. Cá này là phiên bản của cô Minh. Ôi. Món tình cá nè mọi người ơi. Trời ơi, con cá chắc quá. Nhìn màu rất là hấp dẫn ha Lập ha. Màu này thì chắc chắn là màu này là màu không thể nào mà sai của cô được rồi đó. Cái màu là giống lắm luôn á. Dạ. Từ trước tới giờ là em ăn toàn cá nhỏ nhất là cá cơm. Còn cái này là cá rô nha chị. Cá rô bí này á. Chỉ có vào cái mùa này á là bắt đầu là người ta hay có mùa mưa ra. Dạ đúng rồi, cô mùa mưa mới có. Mà cũng không có nhiều đâu em. Người ta gọi là cá rô bí là bởi vì nó nhỏ như hạt bí. Đúng rồi. Chắc vì nó nhỏ như hạt bí đó. Cô Minh cảm nhận cái vị này mấy điểm á? Cái vị này là nó giống như là cô Minh kho ở nhà 99% rồi đó. Còn 1% là tại kho, tại bếp này, không phải tại bếp cô Minh. Màu sắc đẹp, cái vị nó rất là vừa ăn với trong một cái thời gian không có quá dài mà mình làm được như vậy là rất là ngon đó. Thật sự như cái món cá rô bí này là mình đi ở những chợ lớn ít khi có lắm. Dạ, tại vì cái con cá này thường ta bắt lên ta sẽ bán ở chợ gần gần thôi. Tại vì nếu mà di chuyển xa quá thì nó sẽ không sống nổi. Đúng, nó không có chị. Tươi ngon nó được. Yếu quá. Cho cô Minh xin một ít cà tím nè, thấy cà tím hấp dẫn đây, quá. Đây đây đây, để em chan chút xíu nước mắm vô ha. Dạ. Đây mời cô ạ. Cảm ơn Hiền. Cà tím á vừa chín tới ha. Mà cái nước mắm của Hiền pha nó cũng rất là vừa ăn luôn. Đúng rồi. Nó không có quá mặn. Nó không có bị mặn. Cô Minh biết sao không? Trong các món ăn á thì em hay sử dụng mỡ. Dạ. Tại vì mỡ thì nó sẽ tạo ra một cái mùi thơm đặc trưng và cái tóp mỡ mình ăn á nó cũng rất là ngon. Dạ. Nhưng mà thông thường thì khi mà kho những cái món dân dã vậy thì em sẽ dùng mỡ nhiều hơn là dùng dầu. Đúng như kiểu rằng là luôn hướng cho thế hệ sau, cho đúng những rồi, đứa em. Con của mình gìn giữ những cái gì đó tốt đẹp của gia đình, giữ một cái bữa cơm nó rất là tốt. Ăn cơm rồi nấu rồi tất cả làm việc thì nó cũng giống như là mình tập cho mình một cái kỹ năng, một cái thói quen để sau này thí dụ như là lúc không có mẹ thì mình cũng tự làm được mọi thứ. Thì thấy không, với cái cuộc sống hiện nay ai cũng bận rộn, khi mà có một cái thời gian về nhà vào bếp thì mình muốn là nấu làm sao cho nhanh để cả nhà cùng ăn, đó là một cái điều rất là đáng quý rồi. Đây mà Hiền lại còn kèm thêm các bạn mà cùng vào bếp với mình để mà có những cái bữa ăn như vậy. Và mình lại khuyến khích cho các bạn đó là tự cho mình một cái kỹ năng sống thì cái điều đó rất là trân quý. Còn tập đi chợ nữa thì nó thì sao thấy. Tại vì biết sao không? Tại vì các bé bây giờ thì lại thông thường thì các bé không có cái điều kiện để mà biết nhiều các cái loại thực phẩm, ví dụ như là các loại rau. Đúng đi rồi. Các con cũng không biết luôn. Thành ra là cứ dẫn đi chợ rồi là nói chung là cái gì cũng tập, cái gì cũng chỉ, tất cả là từ cái cách mua cho cái cách nhận biết rau thực phẩm xong rồi về nhà làm. Và đặc biệt á là em hay nói với các bé là chỉ có con mới lo được cho chính cuộc đời của mình. Đúng. Vì thế nên mà con phải cố gắng tất cả những gì có thể. Em xin thêm miếng cá nha, em xin khứa cá mà. Có thịt ba rọi nữa nè. Xin thịt, miếng thịt nè. Trời ớt, ớt luôn, ớt luôn. Ớt luôn. Trời ơi, ớt này không có ca đâu, đây thay ra thôi. Ớt luôn, ngon lành.
hù vậy đó. Trời ơi, còn gì tuyệt vời bằng khi mà mình chan thêm một miếng nước này nữa. Trời ơi. Ôi, nãy giờ mới ăn được miếng thịt nè, thịt mềm quá. Ừ. Em ăn miếng canh đi. Mình phải ăn canh vô. Chú Lập biết không, con đã từng thi nấu ăn đó nha. Bé Dũng đó hả? Đúng rồi. Giỏi gì ta. Con được giải mấy, con được giải gì? Giải nhì. Giỏi gì ta. Bây giờ chú thử hỏi cái quy trình nấu cái tô canh này coi, Dũng trình bày cho chú coi. Trời ơi, tự ra vườn cắt rau nè, tự làm tất cả mọi thứ và nấu lên một tô canh. Trời, canh rất là thanh nha, ngọt, không có xíu dầu mỡ nào hết nha. Thì phải ráng thử liền nha, không quên á. Làm liền nè. Thì ra là cái rau này lúc lặt á em không nhận ra, mấy cái lá này nó lạ quá. Nấu xong xuôi hết có miếng tôm vô rồi mới à, trong cái ức là ăn cái rau này nhiều lắm rồi. Còn lợi với miền Tây là cái canh này là ăn nhiều lắm luôn ha. Ăn nhiều. Có nhiều người ta nói là nấu hầm bà lằng. À biết lùn nữa. Có người kêu là xà bần nữa. Dạ xà bần đúng rồi. Ôi ôi, cái mùi thanh nó nhẹ nhẹ, nó mát. Nó thanh mát dạ. Đúng không? Cái này mà trời có nóng cỡ nào mà hấp chén này vô là thấy nó nhẹ người. Dạ. À, thường thì em nấu thì em không bỏ dầu mỡ là vậy á cô. Hàng ngày thì các bé đi học thì mình sẽ ăn buổi chiều thôi, còn thứ bảy chủ nhật là hầu như thứ bảy chủ nhật chỉ nghĩ tới ăn thôi. Vô biết là bình thường là khi mà gia đình đã có ngày nghỉ quay quần bên nhau là họ sẽ là không sẽ nghĩ đi du lịch hay đi đâu hết. Chỉ muốn quay quần lại mình ăn với đúng nhau thôi. Dạ. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn hai bé ngày hôm nay vì đã ngồi đây ăn chung mâm cơm với lại chú Lộc cũng như là cô Minh đây. Cảm ơn chị đã dành thời gian để tham gia thử thách của chương trình và có được một bữa ăn ngon lành giống như vậy. Cảm ơn chị rất là nhiều. Một ngày đi chợ cùng với Đại Hiền nè, rồi đến đây mình lại được thưởng thức những cái món ăn mà nhiều khi ở thành phố mình không có thời gian để mình bày và mình nấu được những cái món như vậy. Dạ. Đây cũng là một cái thông điệp gửi đến tất cả mọi người, thì là hãy chăm sóc gia đình mình, hãy làm những bữa cơm thật đơn giản thôi, nhưng mà nó lại là gắn kết mọi người lại với nhau. Cho dù bạn là một người đầu bếp chuyên nghiệp hay là một nhà nội trợ bình thường, nếu như mà có thể tạo ra những món ăn có thể gắn kết yêu thương thì bạn chính là người đầu bếp đại tài. Và người đầu bếp đại tài ngày hôm nay đó chính là chị. Dạ đây, em xin gửi tặng chị đây là bằng chứng nhận đầu bếp 5 sao của chương trình Cơm Nhà Việt Nam. Ôi, xúc động quá. Chưa bao giờ nghĩ là mình lại được cái giải thưởng mà nó hoành tráng như vậy luôn á. Cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Cơm Nhà Việt Nam. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.